để mà chuẩn bị những cái sự xuất hiện của chúng ta và lễ cưới này thì em biết là tụi mình cũng đang rất là tất bật. Đó là những cái kỷ niệm mà sau này mình sẽ hạnh phúc với điều đó. Không bao giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ lộng lẫy như vậy. Mình chuẩn bị bước lên lễ đường, bước đến cái người bạn đời của mình, nó nghĩa rất là thiêng liêng. Em sẽ nhớ mãi cái cảm xúc hiện tại. Mẹ ơi, con hạnh phúc quá. Con hy vọng ba mẹ cũng rất là vui khi mà thấy con trưởng thành, cũng như là thấy anh Đức luôn lo lắng và chăm sóc cho con. Còn với ba mẹ anh Đức thì con hứa rằng là con sẽ ngoan và cố gắng thấu hiểu và đồng hành với anh Đức. Nên là ba mẹ hãy tin tưởng với con nha. Ngày 10 tháng 9 cũng là ngày sinh nhật của bà Tạ Kim Đào. Và cái đây là mấy ngày thôi, ngày 2 tháng 9 là sinh nhật của mẹ Đức, mẹ Thành. Ba mẹ quên Đức ngày xưa đám cưới nhau đến nỗi còn không có một tấm hình cưới. Cho nên anh Đức cũng xin phép dành cái nghi thức cắt bánh cưới này. Con mời ba mẹ hãy cùng nhau cắt bánh cưới này để kỷ niệm, và chúng con luôn luôn cảm thấy được hạnh phúc yêu thương là do tình cảm của ba mẹ. Em hy vọng rằng là tụi mình sẽ không ăn hiếp nhau, không hơn thua nhau, yêu thương nhau và hãy đồng hành với em nha.